mong được bao nhiêu ngày rồi chị? Mong chị bằng 2 tuần. Mong được 2 tuần ạ. Vâng, và bây giờ em xin mời máy quay quay sát mông của chị Thủy nhá, để chúng ta có thể thấy được độ tự nhiên này, nhìn môi rất là mướt và trong. Đó, và môi của chị Thủy mới mong được 2 tuần thôi. Tuy nhiên thì mọi người có thể thấy được cái sự lên màu cũng như là cái vẻ tươi tắn của cái đôi môi này. Và nhìn tổng thể là chị Thủy rất là xinh đẹp rồi. Vâng, vậy sau khi trải nghiệm xong dịch vụ tại DK thì chị có nhận xét gì không ạ? Chị cảm thấy là tất cả các dịch vụ tuyệt vời, môi chị lên màu đều và mỏng trong mềm môi hơn. Và đến ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy thì môi của chị Phương mới bắt là sau một tuần đúng không ạ? Vâng ạ, môi sau bong một tuần, tuy nhiên thì màu môi lên rất là trong trẻo và rất là tươi tắn. Và cái màu môi mà chị Phương sử dụng thì như chúng ta có thể thấy thì rất hợp với cái màu da của chị, nhìn rất là tươi tắn. Và đây là môi bong sau một tuần nhé mọi người nhé.